Lại Bồ Tát Địa Đề cũng gọi là Ma Đa Lý, cả của tạng Bồ Tát, cũng gọi là Nhiếp Đại Thừa, cũng gọi là khai thị con đường hoại không hoại, cũng gọi là trí thành tịnh vô chướng căn bản. Nếu các sở hữu thế gian hoặc trời hoặc người hoặc các sa môn hoặc bà la môn đối với sở thuyết Bồ Tát Địa Đề mà phát khởi tín hiệu bền chắc, vui nghe thọ trì tình siêng tu học rộng vì người thuyết, thập đến một ngày thọ trì cúng dường, thâm tâm cung kính quý trọng sẽ thành tựu tụ phước. Tóm lại, như Đức Thế Tôn dạy, ở nơi tất cả kinh điển vị diệu nhiếp vào tạng Bồ Tát đây mà có hết thảy nghiệp như vui nghe hiển bày tuyên thuyết, thì thiết phân biệt khai thị tán thán đều thành tựu tụ phước không sai khác. Vì cớ sao? Vì trong Bồ Tát Địa đầy hiển thị tất cả tạng Bồ Tát đều ra một cách tóm gọn và giải thích rộng nhất đấy các môn. Ở địa đầy năng rộng khai thị pháp tỷ đại gia cho đến giáo hóa nhiều chúng hữu tình. Ở nơi chánh pháp đây, nếu thọ trì đọc tụng tùy pháp hành pháp an trụ tăng trưởng thăng tiến sâu rộng, nên biết bấy giờ chánh pháp không diệt, tương tạo chánh pháp chẳng được hưởng thạnh. Nếu lúc bấy giờ tương tạo chánh pháp đang hưởng thạnh, cũng có nghĩa là chánh pháp năng dẫn trần thật nghĩa đang nhanh chóng diệt mất. Cho nên ở trong Bồ Tát Địa đây mà phát khởi tín hiệu bền chắc, vừa nghe thọ trì cho đến rộng thuyết thì sẽ thành tựu tụ phước vô lượng vô biên. Phần 4, thứ lớp trì du gia xứ phẩm phát tâm chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy đã thuyết nghĩa của Bồ Tát Địa. Sao có thứ lớp như vậy? Chứ Bồ Tát trước phải an trụ chủng tánh Bồ Tát cho đến chánh phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đã phát tâm rồi mới chánh tu hành tự lợi lợi tha. Khi chánh tu hành tự lợi lợi tha sẽ được phương tiện không tạp nhiễm, vì không tạp nhiễm nên được phương tiện không nhàm mỏi, vì không nhàm mỏi nên được phương tiện thiện căn tăng trưởng, vì các căn đã được tăng trưởng năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại hạnh tự lợi lợi tha như vậy, được phương tiện không tạp nhiễm, phương tiện không nhàm mỏi, phương tiện thiện căn tăng trưởng sau đắc đại Bồ Đề. Khi tu hành trước nên an lập tín hiệu đối với chánh pháp thậm thâm sâu rộng, đã an lập tín hiệu mới thỉnh cầu chánh pháp, đã cầu chánh pháp rộng vì người thuyết, cũng ở nơi chánh hạnh tự năng thành tựu trọn vẹn. Lúc thành tựu trọn vẹn, nếu do đây đối đây vì đây nên hành, tức do đây đối đây vì đây mà hành, lúc do đây đối đây vì đây hành như điều nên hành khiến phước đức trí tuệ tăng trưởng, tức như vậy hành, tức phước đức trí huệ đã được tăng trưởng, năng chánh tu hành phương tiện không xả ly sanh tử. Tức lúc chánh tu hành phương tiện đây năng hành hành không tạp nhiễm nơi sanh tử, tức lúc chánh tu hành trong đây năng ở nơi hành tụng vui hạnh vô trước, tức lúc chánh tu hành trong đây năng chánh tu hành hạnh không nhàm mỏi đối với vô lượng khổ lớn sanh tử. Do không nhàm mỏi sanh tử nên chánh hỏi cầu trục trục luận khác nơi tất cả luận được vô sở úy, đã khéo biết luận, lại năng rõ biết điều nào nên thuyết, điều nào có thể thuyết nên như vậy thuyết. Do trí đây khéo biết thế gian, như vậy Bồ Tát khéo biết các luận và thế gian rồi, lại năng như lý thỉnh cầu chánh pháp, đã thỉnh cầu lại khéo khả năng dứt trừ tất cả nghi hoặc của hữu tình, đã khả năng dứt nghi hoặc của người, khiến phước đức mình chuyển chuyển tăng trưởng cho đến từ lương phước đức dần được viên mãn, khiến trí tuệ mình cũng chuyển tăng trưởng cho đến tư lương trí tuệ cũng dần được viên mãn. Hai chủng tư lương đã được viên mãn, lại tinh cần tu hành chắc thật không điên đảo pháp Bồ Đề phần, năng chánh rõ biết phương tiện tu hành, tức lúc chánh sinh tu hành như vậy hồi hướng qua bát niết bàn của đại thừa, chẳng cầu quả niết bàn của thanh văn và độc giác, tức đắc phương tiện thiện xảo như vậy, lại khéo lắng nghe thọ trì tất cả ngôn ngữ của Bồ Tát, nương đầy thành tựu lực rồi đối với sở hữu các pháp xưa chưa từng nghe, tất cả chủng tướng đều năng biện biệt phần mình, lại viên mãn đà la ni vô ngại biện tài. Vì muốn vĩnh viễn đoạn trừ tất cả chướng nên tình cần tu học ba giải thoát môn, tức lúc chánh tu hành trong đây, vì đoạn trừ tất cả tầng thượng mạng điên đảo của mình của người nên siêng năng tu chánh hạnh, như vậy năng viên mãn tất cả chủng chánh hạnh. Như vậy chánh hạnh đã được viên mãn thù thắng hơn hẳn so với tất cả hữu tình, thành văn và độc giác, đó là công đức chánh hạnh thù thắng và công đức đáng xứng khen thù thắng. Công đức chánh hạnh thù thắng của Bồ Tát, trừ Bồ Tát vì tự lợi lợi tha mà riêng tu chánh hạnh, lấy việc lợi người làm việc lợi mình, thành văn độc giác chẳng như vậy. Do trừ Bồ Tát lấy việc lợi người làm việc lợi mình nên đối với tất cả hữu tình khởi tâm bình đẳng như đối với chính mình. Do khởi tâm bình đẳng như vậy
nên đối với các hữu tình thường thí ân huệ mà chẳng vọng cầu báo đáp. Lúc Bồ Tát Xương tu hạnh như vậy, nên thường phát khởi mong cầu, muốn hữu tình kia được lợi ích an lạc, do ý vui làm lợi ích an lạc đây, nên năng khéo phát khởi ra hạnh chẳng hư dối. Đây gọi là công đức của sự chuyển chuyển dẫn phát chánh hạnh thù thắng. Công đức đáng xứng khen thù thắng của Bồ Tát, tức là ở nơi chư Phật được nhận thọ ký, chẳng phải các thanh văn, cũng chẳng phải các độc giác, đã được thọ ký liền năng an trụ bất thối chuyển địa, an trụ trong đây, đang ở nơi tất cả quyết định tu làm và thường hằng tu làm đạt được pháp kiên cố không quên mất. Pháp kiên cố không quên mất như vậy, chư Phật Bồ Tát thì thiết tại nơi tất cả hữu tình là thi thiết tối thượng, rộng ở tất cả việc nên làm, năng không thối thất, ở nơi những điều chưa đắc, chưa thối chuyển, chọn cũng không thối chuyển, lúc không thối thất, tất cả thiện pháp chuyển chuyển tăng trưởng, thường hằng không gián đoạn, như ánh sáng của mặt trăng, do các thiện pháp chuyển chuyển tăng trưởng, nên lúc bấy giờ Bồ Tát được gọi là chân thật, chẳng gọi là tường tọa. Do được gọi là chân thật Bồ Tát, nên Bồ Tát như thật rõ biết tất cả chủng phương tiện, điều phục hữu tình. Đã như thật biết tất cả an lập đều được thiện xảo theo đây tìm cầu, đối đây tìm cầu, do đây tìm cầu, đã tìm cầu rồi do đây rốt ráo đều tránh an lập. Như vậy gọi là tất cả an lập đều được thiện xảo, đã thiện xảo nơi tránh an lập, lại ở nơi việc dạy trao năng được thiện xảo, đã ở nơi dạy trao được thiện xảo nên năng thành tựu vô lượng sở duyên tam ma địa vương. Đã thành tựu tam ma địa như vậy nên tuyên thuyết chủng chủng hành tướng thuận theo chánh pháp không hư vọng. Lưu thuyết chánh pháp đều thành tựu thắng quả, năng ở trong pháp đại thừa rốt ráo xuất ly, vì nương đại tánh mà xuất ly năng hiếp đại thừa, giờ đây lại ở trong vị xuất ly của đại thừa kia nên được danh kia. Tất cả Bồ Tát cùng đồng danh đây, tất cả thế gian chư Phật Bồ Tát đều cùng an lập, đều cùng xưng khen nên biết gọi là chỗ công đức đáng xưng khen thù thắng. Do được danh thù thắng như vậy nên thành tựu các tướng của chư Bồ Tát. Như vậy tất cả chủng tướng chánh hạnh của hai phần Bồ Tát tại gia và xuất gia năng thành tựu trọn vẹn, đã năng thành tựu trọn vẹn tiếp tục chánh hạnh kiên cố ở nơi các phẩm thiện, đạt được một hướng ý lạc tăng thượng. Ý lạc như vậy, hoặc phẩm tại gia nên niết thọ, hoặc phẩm xuất gia nên niết thọ, hoặc ở phẩm thiện năng chánh an lập cho đến an trụ. Từ đây trở lên tác ý tư duy việc thọ sanh các hữu, sanh chốn nào cũng thường được gặp chư Phật Bồ Tát và năng phát khởi, làm các việc nhiều ít tất cả hữu tình thường không gián đoạn, mong chư Phật Bồ Tát dạy trao không điên đảo, nhập trì phẩm thiện, lãnh thọ thù thắng chứng được phần vị. Do lãnh thọ nên ở nơi đáng xứng khen, niết thọ thù thắng chứng được phần vị, năng chánh an xứ như nhà ở, đã trụ vị đây. Càng về sau tất cả chủng tướng thù thắng, phần vị, giác tuệ thắng tiến dần dần cho đến rốt ráo. Ở khoảng trung gian chẳng sanh vui đủ, tiếp tục thăng tiến đến khi chứng đắc rốt ráo. Từ đây chẳng còn địa trên nào khác để cầu vì đã rốt ráo đạt đến ngàn mé, nên được gọi là chứng đắc vô thượng. Đây chính là nghĩa thứ lớp của Bồ Tát Địa. Thứ 16. Hữu dư ý địa. Như vậy đã thuyết Bồ Tát Địa, sao gọi là hữu dư ý địa? Nên biết địa đây có ba chủng tướng, một địa thì thiết an lập, hai tịch tĩnh thì thiết an lập, ba chỗ nương thì thiết an lập. Một địa thì thiết an lập, hữu dư ý địa trừ một phần của năm địa là vô tâm địa, tu sở thành địa, thành phần địa, độc giác địa và Bồ Tát Địa, trừ hoàn toàn một địa là vô dư ý địa, còn lại các địa khác gọi là hữu dư ý địa. Đây gọi là địa thì thiết an lập. Hai tịch tĩnh thì thiết an lập, do bốn chủng tịch tĩnh thì thiết an lập, hữu dư ý địa. Một do khổ tịch tĩnh, hai do phiền não tịch tĩnh, ba do không tổn não hữu tình tịch tĩnh, bốn do xả tịch tĩnh. Sao gọi là khổ tịch tĩnh? Trừ bí số A-la-hán đã vĩnh viễn tận các lậu, sở hữu các khổ ở tương lai, đều vĩnh viễn đoạn trừ, đã đắc biến chi, như cây đà là đã bị chặt tận gốc rễ không sanh trưởng trở lại. Do đắc pháp không sanh ở đời tương lai nên gọi là khổ tịch tĩnh. Sao gọi là phiền não tịch tĩnh? Trừ bí số A-la-hán vĩnh viễn đoạn trừ tham dục, vĩnh viễn đoạn trừ sân khỏe, vĩnh viễn đoạn trừ ngu si, tất cả phiền não thảy đều đoạn trừ vĩnh viễn do đắc rốt ráo pháp không sanh, đây gọi là phiền não tịch tĩnh. Sao gọi là không tổn não hữu tình tịch tĩnh? Trừ bí số a la hán vĩnh viễn tận tham dục, vĩnh viễn tận sân khỏe, vĩnh viễn tận ngu si, tất cả phiền não thảy đều vĩnh viễn tận, không tạo các ác, tu tập các thiện,
Đây gọi là không tổn não, hữu tình tịch tĩnh. Sao gọi là xả tịch tĩnh? Chư bí sô a la hán các lậu đã tận, đối với sáu hàng trụ phần nhiều an trụ hàng thường không gián đoạn, đó là mắt thấy sắc rồi, không hỉ không yêu an trụ xả bậc thượng. Chánh niệm chánh biết cho đến tai nghe tiếng, mũi gửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý rõ pháp, không hỉ không yêu an trụ xả bậc thượng. Chánh niệm chánh biết, đây gọi là xả tịch tĩnh. Nếu bốn chủng tịch tĩnh như thế, nên nói hữu dư y địa tối cực tịch tĩnh, tối cực thanh lương, đây gọi là thi thiết an lập tịch tĩnh. Ba chỗ nương thi thiết an lập có tám chủng: một nương thi thiết, hai nương nhiếp thọ, ba nương giữ gìn, bốn nương lưu chuyển, năm nương chướng ngại, sáu nương khổ não, bảy nương vui thích, tám nương hậu biên. Sao gọi là nương thi thiết? Là năm thủ uẩn, do nương đầy thi thiết có ngã hữu tình, mạng sanh, người dưỡng dục, bồ đạc già la, ý sanh, nho đồng, các tường tường giả dụng ngôn thuyết, cũng do nương đầy thi thiết tên gọi như thế, sanh loạn như thế, trùng tánh như thế, ăn uống như thế, cảm nhận khổ vui như thế, trường thọ như thế, kiểu trụ như thế, thọ mạng giới hạn như thế, các tường tường giả dụng ngôn thuyết. Sao gọi là nương nhiếp thọ? Có bảy sự nhiếp thọ, đó là cha mẹ, vợ con, nô tỳ, nô bộc, tồi tớ, bạn bè, quyến thuộc. Bảy sự nhiếp thọ đây đã rộng phân biệt trong phần ý địa, do đây nên biết sở hữu nhiếp thọ của các loại hữu tình. Sao gọi là nương giữ gìn? Có bốn chủng thực: đoạn thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực. Do nhường các chủng thực đây mà hữu tình đã sanh giữ gìn được các chi phần thân thể, lại năng nhiếp dưỡng những kẻ cầu hữu. Sao gọi là nương lưu chuyển? Đó là nương bốn chủng thức trụ và 12 duyên khởi, bao gồm thức trụ hướng đến sắc, thức trụ hướng đến thọ, thức trụ hướng đến tưởng, thức trụ hướng đến hành, vô minh duyên hành, hành duyên thức, nói rộng cho đến sanh duyên lão tử. Do nương đầy nên các loại hữu tình tùy thuận lưu truyền trong năm đường sanh tử. Sao gọi là nương chướng ngại? Nếu có hữu tình ở trong năm đường sanh tử phát tâm tu thiện pháp, thiên mã liền đến nơi đó để làm chướng ngại. Sao gọi là nương khổ não? Tất cả dục giới đều gọi là nương khổ não, do đường đầy khiến các hữu tình lãnh thọ yêu khổ. Sao gọi là nương vui thích? Đà lạc xuất phát từ tịnh lự đẳng trí, gọi là nương vui thích, do đường đầy nên các loại hữu tình hoặc tức ở đây hiện nhập định kia, hoặc sanh nơi kia, điềm giải lãnh thọ sở hữu vui thích của tịnh lự đẳng trí. Sao gọi là nương hậu biên? Chư a la hán tương tục các uẩn, do đường đầy nên nói các a la hán trụ giữ thần túi hậu. Hỏi các bậc bí sô a la hán đã tận hết các lậu, trụ hữu dư ỷ địa có bao nhiêu chủng nương cùng tương ưng? Đáp: bậc bí sô a la hán đã tận hết lậu, trụ hữu dư ỷ địa chỉ cùng một chủng nương một hướng tương ưng là nương hậu biên, không cùng với sáu sự nhiếp thọ tương ưng là nương nhiếp thọ. Trong đây không tương ưng hoàn toàn là nương tiêu chuyển, nương chướng ngại, nương khổ não, nương vui thích thì chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đây gọi là chỗ nương thi tiết an lập. Thứ 17, vô dư ý địa. Như vậy đã thuyết hữu dư ý địa. Sao gọi là vô dư ý địa? Địa đây cũng có ba tướng: một, địa thi tiết an lập; hai, tịch diệt thi tiết an lập; ba, môn tịch diệt khác thi tiết an lập. Một, địa thi tiết an lập. Năm địa đã nói ở phần trước là vô tầm địa, tu sở thành địa, thành phần địa, độc giác địa và bồ tát địa. Trừ đi một phần của năm địa nên biết trước đây niếp vào vô dư ý địa, đó là vô tâm địa, niếp thuộc vô dư ý địa. Hai, tịch diệt thi thiết an lập. Có hai chủng tịch diệt thi thiết an lập vô dư ý địa: một, do tịch tĩnh tịch diệt; hai, do không tổn não tịch diệt. Sao gọi là tịch tĩnh tịch diệt? Trước ở hữu dư ý địa đã đạt được bốn chủng tịch tĩnh này, ở trong vô dư ý niết bàn giới cũng có bốn chủng tịch tĩnh tối thắng: một, số giáo tịch tĩnh; hai, tất cả đường tịch tĩnh; ba, y đường khổ tịch tĩnh; bốn, y đường khổ sanh nghi lự tịch tĩnh. Như thuyết bảy tâm không hạn liệt, khéo nhẫn thọ cần khổ, kia hướng đến giải thoát giống như đèn đã tắt. Sao gọi là không tổn não tịch diệt? Nghĩa là không tương ứng với tất cả chỗ nương đã nói ở trên, chỗ hiền cõi giới trần vô lậu trái với tất cả phiền não, các khổ lưu chuyển sanh khởi chuyển y. Như nói bí sô vĩnh viễn tịch diệt gọi là trụ chân an lạc. Lại như nói rằng thật không, thật có không sanh không khởi, không làm không tạo, không sanh khởi hết thảy, cũng lại có sanh có khởi, có làm có tạo, có sanh khởi hết thảy, hoặc sẽ không sanh không khởi, không làm không tạo,
không sanh khởi hết thảy. Ta chọn chẳng thuyết, có sanh có khởi, có làm có tạm, có sanh khởi hết thảy, có vĩnh viễn xuất ly. Bảy thật có, không sanh không khởi, không làm không tạm, không sanh khởi hết thảy. Chọn nên ta thuyết, có sanh có khởi, có làm có tạm, có sanh khởi hết thảy, có vĩnh viễn xuất ly. Thế Tôn nương đầy mật ý thuyết rằng thập sâu quảng đại vô lượng vô số, đây gọi là tịch diệt, vì ở trong đây có đầy đủ công đức khó rõ biết, cho nên gọi là thẳm sâu. Vì quá rộng lớn nên gọi là quảng đại, vì không cùng tận nên gọi là vô lượng, vì nói tính đếm và không thể tính đếm là không hai nên gọi là vô số. Sao nói tính đếm và không tính đếm là không hai nên gọi là vô số? Đó là vì hữu không thể thuyết, tức vì sắc lìa sắc không thể thuyết, tức vì thọ lìa thọ không thể thuyết, tức vì tưởng lìa tưởng không thể thuyết, tức vì hành lìa hành không thể thuyết, tức vì thức lìa thức không thể thuyết. Sở dĩ vì sao? Bởi chỗ hiển trần như thanh tịnh đầy một hướng vô cấu, đây gọi là không tổn não tịch diệt. Hai chủng như vậy thuyết chung là một, gọi là tịch diệt thi thiết an lập. Ba, môn tịch diệt khác thi thiết an lập, nên biết môn tịch diệt khác có vô lượng chủng, như gọi là thường, cũng gọi là hằng, cũng gọi là kiểu trụ, cũng gọi là không biến đổi, cũng gọi là pháp có, cũng gọi là nhà cửa, cũng gọi là cuộc bãi, cũng gọi là cứu hộ, cũng gọi là quy y, cũng gọi là hướng đến, cũng gọi là an ẩn, cũng gọi là đạm bạc, cũng gọi là sự thiện, cũng gọi là kiết tường, cũng gọi là không chuyển, cũng gọi là vô cấu, cũng gọi là khó thấy, cũng gọi là cam lồ, cũng gọi là không buồn, cũng gọi là không chìm, cũng gọi là không hưng thạnh, cũng gọi là không nóng bức, cũng gọi là không bệnh, cũng gọi là vô động, cũng gọi là niết bàn, cũng gọi là tuyệt sức tất cả hí luận. Hết thầy loại như vậy nên biết gọi là môn tịch diệt khác, đây gọi là môn tịch diệt khác thì thiết an lập.